Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé! Bạn đang chuẩn bị khai trương hay mở rộng kinh doanh? Hãy để cho công ty với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống quản lý và thanh toán thẻ giúp bạn tư vấn, so sánh và lựa chọn chương trình phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Hãy dành thời gian quý báu của quý vị để lập các kế hoạch phát triển kinh doanh. Đã có chúng tôi giúp bạn lắp đặt hệ thống nhanh chóng, đơn giản nhưng hiệu quả. Gọi ngay 480-359-9617, 480-359-9617. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, cuộc bầu cử năm 2024, các ứng cử viên vào Hạ viện và Thượng viện. Giết cha dượng và mẹ vì bị la không giúp gia đình. Hai người bị kết án vì hành hạ trẻ em 10 tuổi. Tin California, trung tâm mua sắm ở California yêu cầu thiếu niên dưới 18 tuổi đeo dây buộc ID. Học khu California dàn xếp với mẹ cô gái chuyển giới sau giờ học mà không có sự đồng ý của bà. Tin Hoa Kỳ, gấu ba chân ở Florida đột nhập sân nhà patio, lục lọi tủ lạnh uống nước White Claw. Burning Man ùn tắc giao thông kéo dài 7 giờ khi con đường của lễ hội Nevada mở cửa trở lại. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, cuộc bầu cử năm 2024, các ứng cử viên vào Hạ viện và Thượng viện. Tin từ Phoenix, cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 còn hơn một năm nữa mới diễn ra, nhưng một số ứng cử viên ở Arizona đã tuyên bố ứng cử vào các chức vụ khác nhau. Bên cạnh cuộc đua tổng thống, ứng cử viên Arizona cũng sẽ bỏ phiếu các cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ khi các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ phục vụ nhiệm kỳ 2 năm. Ngoài ra, cử tri Arizona cũng sẽ bỏ phiếu trong cuộc đua vào Thượng viện, một cuộc bầu cử sắp diễn ra cho chiếc ghế do Kristen Sinema nắm giữ. Sinema được bầu vào vị trí này với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ vào năm 2018, nhưng trở thành đảng viên độc lập vào cuối năm 2022. Bầu cử cho ghế Thượng viện hiện do Mark Kelly nắm giữ sẽ không diễn ra cho đến năm 2028. Mark Kelly đã được bầu cử với nhiệm kỳ Thượng viện đầy đủ, kéo dài 6 năm vào năm 2022, sau khi ông đánh bại Martha McSally vào năm 2020 vì những gì còn sót lại của cố Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ của John McCain. Các cuộc bầu cử khác cũng diễn ra vào tháng 11 năm 2024, bao gồm các cuộc bầu cử các thành viên khác nhau của cơ quan lập pháp tiểu bang Arizona. Tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang đều phục vụ nhiệm kỳ 2 năm, như được quy định trong Hiến pháp Arizona. Các thành viên của cơ quan lập pháp đầu tiên sẽ giữ chức vụ cho đến ngày thứ hai đầu tiên của tháng 1 năm 1913. Nhiệm kỳ của các thành viên của cơ quan lập pháp tiếp theo là 2 năm. Phần 2, mục 21 điều 4 của Hiến pháp tiểu bang Arizona. Tại quận Maricopa, ghế cảnh sát trưởng quận cũng được bầu lại. Cảnh sát trưởng đương nhiệm là Paul Penzone đã đánh bại Joe Arpaio để giành chiếc ghế này vào năm 2016 và giành chiếc chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào năm 2020. Ai sẽ tham gia cuộc đua vào Thượng viện của Hoa Kỳ năm 2024 ở Arizona? Đối với ghế Thượng viện Hoa Kỳ hiện do Sinema nắm giữ, hai chính trị gia lớn đã công bố ứng cử của họ. Hạ nghị sĩ Ruben Galeo và cảnh sát trưởng quận Pinal Mark Lamb. Ruben Galeo, hạ nghị sĩ Galeo, người đại diện cho khu vực quốc hội thứ ba của tiểu bang với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ, đã tuyên bố ứng cử vào tháng 1 năm 2023 như một thách thức chống lại Sinema. Galeo nói với Associated Press, "Tôi làm công việc này tốt hơn Kristen Sinema vì tôi không quên mình đến từ đâu. Tôi nghĩ cô ấy rõ ràng đã quên mất mình đến từ đâu. Thay vì gặp những người cần giúp đỡ, cô ấy lại gặp những người vốn đã mạnh mẽ." Và ứng cử viên Mark Lamb, về phía đảng Cộng Hòa,
Mokhlem tuyên bố tranh cử vào ngày 11 tháng 4 năm 2023. Mokhlem, người đã tạo dựng một danh tiếng ở Arizona và hơn thế nữa với tư cách là người ủng hộ trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump và là người ủng hộ việc trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy, đã cam kết trong một tuyên bố ứng cử của mình để đối đầu với các băng đảng ma túy, kêu gọi Hoa Kỳ, quân đội để quét sạch họ giống như chúng tôi đã làm với ISIS. Mokhlem là người thứ hai phát động chiến dịch tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa vào Thượng viện vào năm 2024. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2022, một người tên là George Nicholson tuyên bố ứng cử vào ghế Thượng viện. Ai là người đương nhiệm cho chiếc ghế Thượng viện này? Người đương nhiệm như đã đề cập ở trên là Kyrsten Sinema, cựu đảng viên đảng Dân Chủ, người đã trở thành đảng viên độc lập vào tháng 12 năm 2022 và vẫn chưa thông báo liệu bà có tranh cử ghế Thượng viện thêm một nhiệm kỳ nữa hay không. Còn ghế Thượng viện Hoa Kỳ khác với cuộc khác ở Arizona thì sao? Đó có phải là cuộc bầu cử vào năm 2024 không? Như đã nói ở trên, chiếc ghế Thượng viện hiện do Mark Kelly nắm giữ sẽ không được tái tranh cử cho đến năm 2028, vì Kelly được bầu cử vào năm 2022 để giữ chức vụ và đủ nhiệm kỳ 6 năm. Năm 2020, Mark Kelly đã được bầu vào cùng ghế Thượng viện để phục vụ phần còn lại trong nhiệm kỳ của cố thượng nghị sĩ John McCain và bắt đầu vào năm 2016. Giết cha dượng và mẹ vì bị la không giúp gia đình. Tin từ Peoria, Arizona. Các tài liệu của tòa án đương cung cấp thêm chi tiết về vụ án xung quanh cái chết của hai người ở Peoria. Vụ việc được trình báo vào chiều ngày 28 tháng 8. Theo tài liệu, nghi phạm thừa nhận đã giết mẹ và cha dượng. Dưới đây là những chi tiết xung quanh vụ án. Hồ sơ tòa án xác định nghi phạm trong vụ án là Sachary DeClaire Sombra, 33 tuổi. Sombra, theo các nhà điều tra, đã sống cùng các nạn nhân. Trong một tuyên bố riêng do các quan chức cảnh sát Peoria đưa ra, các nạn nhân được xác định là cha dượng của Sombra là William Kettler, 60 tuổi, và mẹ ruột của Sombra là Tammy Kettler, 57 tuổi. Theo tài liệu của tòa án, cả ba sống trong một khu dân cư gần khu vực 79 Lane và đường Chomart. Tài liệu của tòa án cho biết Sombra được gọi cho cảnh sát Peoria vào khoảng 4 giờ 4 phút chiều ngày 28 tháng 8 và khai rằng anh ta đã giết cha dượng và mẹ ruột của mình tại nhà của họ. Sombra nói rằng anh ta đã bắn họ và họ không còn thở, theo một phần tài liệu của tòa án viết. Các nhà điều tra cho biết Sombra nói với người nhận cuộc gọi rằng anh ta đã để khẩu súng ngắn được sử dụng trong việc đã gần cửa trước và sau đó anh ta rời khỏi nhà và đầu hàng cảnh sát tại hiện trường. Một phần tài liệu của tòa án cho biết khi Sombra bị bắt, anh ta tự nhiên nói tôi vừa giết cha mẹ mình. Khi cảnh sát ập vào nhà, các nhà điều tra cho thấy họ tìm thấy một các nạn nhân với vết thương do đạn bắn vào đầu. Cả hai đều được tuyên bố là đã chết bởi các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Các nhà điều tra cho biết trong một cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Sombra được đọc quyền Melilla của mình, Sombra nói rằng anh ta cùng với hai nạn nhân đã nói chuyện trong bếp của ngôi nhà trước khi vụ việc xảy ra. Theo các nhà điều tra, cuộc trò chuyện liên quan đến thói quen kiếm tiền của Sombra và anh ta được cho là không đóng góp gì cho gia đình. Sombra tức giận khi mẹ la và đuổi ra khỏi nhà, trong người khi người cha dượng thì tìm cách trấn an anh ta. Sau đó thì Roma đã lên lầu và lấy súng phòng ngủ, trong khi đó thì cha dượng đã lên theo và xin Sombra đưa khẩu súng cho mình. Sombra hơi do dự, nhưng sau đó đã chĩa súng vào cha dượng và bắn ông ta nhiều phát. Dưới tầng nhà, mẹ của Sombra bắt đầu la hét và Sombra đã chạy xuống cầu thang, sau đó bắn nhiều phát vào mẹ mình. Sau vụ xả súng, Sombra nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã để khẩu súng ra và đặt nó trên bàn gần cửa và đã gọi cảnh sát. Một phần tài liệu của tòa án viết, Sombra nói rằng anh ta đã ôm mẹ của anh ấy sau khi bắn bà ấy, và quần áo anh ấy đã dính máu. Theo tài liệu của tòa án, cả hai nạn nhân đều không được trang bị vũ khí trong vụ việc và không phải là mối đe dọa thể chất. Ngoài ra, Sombra còn khai với các nhà điều tra rằng anh ta có vấn đề về tâm thần và đang dùng thuốc. Sombra,
Theo tài liệu của tòa án, bị cáo buộc hai tội danh giết người có chủ ý cấp độ 1. Một thẩm phán đã ấn định khoản tiền thế chân đảm bảo trị giá là 1 triệu Mỹ Kim cho Sumra. Nếu anh ta nộp tiền thế chân, anh ta sẽ phải trải qua giám sát điện tử và không thể quay lại hiện trường. Vụ án bị báo buộc. Cùng với những hạn chế khác, một thẩm phán cũng đã lên lịch xét xử sơ bộ cho Sumra vào ngày 7 tháng 9 sắp tới đây. Hai người bị kết án vì hành hạ trẻ em 10 tuổi. Cũng tin từ Phoenix, một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị kết án tù vì lạm dụng và bỏ bê một đứa trẻ. Văn phòng biện lý quận Maricopa cho biết, Chloe Sargent, mẹ ruột của đứa trẻ, và Kiloa Wispus đã bị kết án 20 năm, sau đó là 10 năm quản chế có giám sát sau khi nhận tội hành hạ trẻ em và cố gắng thực hiện hành vi lạm dụng trẻ em. Sargent và Wispus bị bắt vào tháng 4 năm ngoái sau khi một thành viên trong gia đình trình báo vụ hành hạ với chính quyền. Các nhà điều tra cho biết, hành vi hành hạ bao gồm việc đứa trẻ bị tấn công thể xác bằng dao rửa và xà beng, trống nước và đốt lửa. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Phoenix cho biết đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và bị đa chấn thương nặng, trong đó có 12 chiếc xương bị gãy và nhiều vết cắt bị nhiễm trùng. Đứa trẻ cần phải phẫu thuật. Luật sư Rachel Mitchell của quận Maricopa nói, sự hành hạ mà đứa trẻ này phải chịu đựng dưới bàn tay của những người được cho là yêu thương và chăm sóc cô bé thật là kinh khủng. Tôi đặc biệt biết ơn nạn nhân trẻ tuổi này, người đã dũng mãnh kể lại câu chuyện của mình. Nhờ sự can thiệp của người thân quan tâm, cảnh sát điều tra kỹ lưỡng và sự làm việc chăm chỉ của các công tố viên của MCAA, công lý đã được thực thi. Tin California, trung tâm mua sắm ở California yêu cầu thiếu niên dưới 18 tuổi đeo dây buộc ID. Một trung tâm mua sắm ở miền Nam California sẽ yêu cầu trẻ vị thành niên không có người đi cùng phải đeo thẻ ID nhận dạng sau khi xảy ra vụ ẩu đả vào cuối tuần khi hàng trăm người đến mua vé xem phim giá rẻ. Động thái của Monora Valley Mall được cho đưa ra sau khi nhiều cuộc ẩu đả nổ ra vào Chủ nhật. Hàng trăm người đã có mặt tại trung tâm mua sắm vì rạp chiếu phim đang cung cấp vé xem phim giá 40 kim nhân ngày điện ảnh quốc gia. Trung tâm mua sắm cuối cùng đã phải đóng cửa sau khi chính quyền được gọi đến để giúp an ninh giải quyết các cuộc ẩu đả. Ban quản lý trung tâm thương mại cho biết không có vũ khí nào được sử dụng trong cuộc ẩu đả. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng an ninh của trung tâm thương mại không phải là dịch vụ trẻ và trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy con cái mình tôn trọng người khác và tự trấn tĩnh khi đi ra ngoài nơi công cộng, một tuyên bố từ trung tâm thương mại cho biết. Tiếp công bố cũng tiếp tục, vì những sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ buộc phải quay lại luật lệ liên quan đến thiếu niên không được giám sát tại cơ sở của chúng tôi. Để đáp ứng các sự kiện diễn ra vào Chủ nhật, trẻ vị thành niên không có người đi cùng sẽ phải đeo dây buộc có ghi tên và thông tin liên hệ với cha mẹ nếu chúng đưa đến trung tâm mua sắm mà không có người đi kèm sau 5 giờ chiều. Học khu California dàn xếp với mẹ cô gái chuyển giới sau giờ học mà không có sự đồng ý của bà. Trong cái được gọi là chiến thắng mang tính bước ngoặt về quyền của phụ huynh, một học khu ở California đã giải quyết 100.000 Mỹ Kim với một người mẹ cho biết con gái của bà đã chuyển đổi về mặt xã hội thành con trai mà cha mẹ không hề biết hoặc không đồng ý. Jessica Conan cho biết cô gái 11 tuổi của cô Alicia đã được trường học của cô ở học khu Speckle Union ở quận Monterey cho biết rằng cô bé có thể buồn vì không biết mình thực sự là ai trong đó. Từ đó, nhà trường cho phép cô sử dụng phòng tắm nam, dùng đại từ nam giới để chỉ cô và được chuyển đổi về mặt xã hội khỏi giới tính sinh học của cô. Khi Conan phát hiện ra rằng con gái mình đã được xác định là nam giới và đang chuyển đổi xã hội mà cô không hề hay biết, cô đã kiện quận. Kể từ đó, con gái của cô quyết định xác định là con gái và bà mẹ đơn thân ở California thì sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền làm cha mẹ sau thỏa thuận dàn xếp mà cô đã được đại diện bởi Trung tâm Tự do Hoa Kỳ. Cô nên nói với Fox News Digital rằng họ cần hiểu vị trí của mình và họ cần ở lại vị trí của mình. Và trường học ngày nay thật tồi tệ. Vì vậy tôi sẽ chiến đấu với cuộc chiến này và tiếp tục chiến đấu với cuộc chiến này. Cô nên tiếp tục. Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra với trẻ em. Tôi cảm thấy rằng cuộc chiến nó phải tiếp tục.
Học khu Spectro Union không thừa nhận lỗi trong việc dàn xếp, nhưng dù sao đây cũng là một thời điểm quan trọng trong bối cảnh cuộc tranh chấp toàn quốc về quyền của phụ huynh liên quan đến các vấn đề quyết định của trường học có ảnh hưởng đến trẻ em. Mark Trammell, giám đốc điều hành của Trung tâm Tự do Hoa Kỳ, nói với Fox News Digital rằng, về cốt lõi, vụ án này là nhằm duy trì liên kết thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái họ. Cha mẹ có quyền tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của con cái họ. Cô nên cho biết, ban đầu cô tránh dùng đại từ gọi con gái mình bằng những thuật ngữ như con yêu và đứa trẻ, thay vì đưa ra nhận xét có khả năng gây khó chịu. Kết quả là mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng, nhưng cô ấy nói rằng họ đang thực hiện, hiện đang làm rất tốt và mong muốn được cùng nhau giúp bỏ bí mật của phụ huynh ra khỏi trường học. Cuối cùng, cô nên thấy mình đã nhận được công lý với sự thỏa thuận dàn xếp và hy vọng các bậc cha mẹ khác có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Chúng ta chắc chắn sẽ bình yên và có thể cố gắng vượt qua chuyện này. Nhưng với các bậc cha mẹ, hãy chú ý đặt những câu hỏi được đưa ra. Hãy đặt mình vào những tình huống không thoải mái vì bạn không biết ai đó đang phải là trải qua điều gì. Bạn không biết họ đang dạy gì ở trường học. Và cô nên nói, chỉ cần tích cực trong cuộc sống của con bạn và đừng ngại lên tiếng. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace. Nhà hàng được bình chọn The Best Dim Sum in Arizona với những món dim sum ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, vân vân. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Tin Hoa Kỳ. Gấu ba chân ở Florida đột nhập sân nhà patio, lục lọi tủ lạnh, uống nước White Claw. Một con gấu đen ba chân ở Lake Mary, Florida, được một số người gọi là Tripod, đã tìm đường vào nhà, vào sân một nhà patio của một ngôi nhà trước khi đột kích vào tủ lạnh và tự lấy ba lon đồ uống White Claw. Georgie Fanady DiLido, người có cậu con trai 13 tuổi và con chó của gia đình ở trong nhà khi con gấu dừng lại thăm, và đã cung cấp cho Fox 35 ở Orlando đoạn video về cuộc gặp gỡ. Đoạn video cho thấy con gấu đi khập khiễng bằng ba chân trên đường hiên nhà của Didio trước khi tiến đến patio có màn che gần bể bơi của gia đình. Sau đó, chú gấu Tripod bước vào khu vực được che nắng và lục lọi trong một chiếc tủ lạnh nhỏ bên ngoài để lấy thùng bia. Con trai của Didio quan sát từ trong nhà. Ôi chú ơi, hãy nhìn con gấu kìa. Cậu bé 13 tuổi nói trên một những đoạn video khi con gấu tìm kiếm xung quanh khu vực bầy bò của sân sau. Con gấu này đã mở cửa tủ lạnh, cậu nói, nếu nó biết mở được cánh cửa đó thì nó cũng biết mở cánh cửa nhà của tôi. Con gấu sau đó đã mở cửa tủ nhà kho, khiến cho cậu thanh niên càng sốc hơn. Tuy nhiên, sau khi uống ba lon nước White Claw thì nó bỏ đi. Burning Man ùn tắc giao thông kéo dài 7 giờ khi con đường của lễ hội Nevada mở cửa trở lại. Các báo cáo cho biết những người tham dự đang cố gắng rời khỏi lễ hội Burning Man lầy lội đang phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài vào sáng thứ ba. Một thông báo được đăng trên tài khoản X Burning Man Traffic chưa đầy 24 giờ sau khi ban tổ chức lễ hội Nevada dỡ bỏ lệnh cấm lái xe sau trận mưa lớn cho biết, thời gian chờ đợi của Exodus là khoảng 7 giờ rưỡi và sau đó họ chỉ chờ khoảng mất 3 giờ. Hôm thứ Hai, trang web Burning Man cho biết các hoạt động của Exodus đã chính thức bắt đầu ở Black Rock City, đồng thời lưu ý rằng những năm trước thời gian chờ đợi của Exodus đạt đỉnh điểm là 6 đến 9 giờ. Lệnh cấm lái xe đã được dỡ bỏ. Một thông báo trên phần của trang web có tiêu đề hướng dẫn sinh tồn ở West Play năm 2023. Xin lưu ý rằng, mặc dù điều kiện đang được cải thiện và đường khô ráo, nơi tổ chức vẫn lầy lội và khó di chuyển ở một số khu vực lân cận và trên một số đường phố nhất định.
Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.